Bye.
chúc cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Ngày người đều khen cô dâu xinh đẹp như thiên nga, chú rể cứ thẹn thùng mà trong lòng vui như hoa. Hai bên gia đình cười tươi vui đón nàng dâu, buôn hoa khoe sắc thắm tươi vui đón em về nhà chồng. Sợi chỉ hồng đã sẽ duyên cho họ thành phu thế, kết thăm môi duyên tình này tròn kiếp vẫn mãi không rời. Rượu nồng ngày cưới gấm hoa chúc cho hai người luôn bên nhau không xa rời, kết thành hoa dài lâu. Màu hồng ngày hạnh phúc ta có nhau đến bạc đầu, đời thầy ngàn trăm năm minh chứng cho đôi tình nhân. Nụ cười rạng rỡ ấp e đôi môi tươi hồng, hôm nay em đi theo chồng canh thiệp mừng vu quý. Kìa kìa đàn em báo xuân sang có tin mừng, vậy là đầu năm sau sẽ có thêm thành viên. Là bạn hẹn năm ly chúc mừng cho đôi trẻ, hôm nay là ngày cưới nên ai cũng vui vẻ. Một ly tôi cầu chúc cho hai bạn đang long bạc đầu, một ly tôi cầu chúc cho tình thông gia mãi bền lâu. Sẽ ta mối duyên này khi tơ hồng đã kết nối, cánh thiệp hồng trao tay cho họ được thành đôi. Họ hàng vui mừng cho đám cưới được tưng bừng, tiếng cười rộn rã bao khó khăn đã vượt qua. Bên đây là chú rể đang thẹn thùng e ngại, bên kia là cô dâu mặc váy cưới đẹp như sương mai. Má hồng môi thắm e ấp bên chàng rượu tình say đắm, nâng áo cho nàng tay nắm tay bước vào nhà làm lễ. Ông bà xuống vui mừng khi năm nay có thêm chàng rể, cánh én tưng bừng ríu rít vui ca. Rồi năm sau có thêm đứa trẻ nên vui này được nhân ra. Hai bên gia đình cười tươi vui đón nàng dâu, buôn hoa khoe sắc thắm tươi vui đón em về nhà chồng. Sợi chỉ hồng đã sẽ duyên cho họ thành phu thế, kết thăm môi duyên tình này tròn kiếp vẫn mãi không rời. Rượu nồng này cưới gấm hoa chúc cho hai người luôn bên nhau không xa rồi, kết thành hoa dài ngâu. Màu hồng ngày hạnh phúc ta có nhau đến bạc đầu, đời thề ngày trăm năm minh chứng cho đôi tình nhân. Nụ cười rạng rỡ ấp e đôi môi tươi hồng. Cháu Ân và cháu Trang hôm nay có những gì không trùng khớp nơi đây, xin quý ông quý bà vui lòng bỏ qua cho. Vậy thì sau đây cái phần nghi lễ đính hôn của cháu Ân và cháu Trang xin phép được bắt. Thì cháu Ân và cháu Trang biết hơn nữa là sự đồng ý chấp thuận của cha mẹ hai bên, cho nên đã tiến hành đến cái buổi lễ đính hôn hôm nay của hai cháu. Thì để tiện cho các vấn đề giao tiếp trong buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là bác chính của cháu Ân và cũng là người đại diện cho bên trai. Còn đây là bác hai, bác của cháu Ân. Kế bên đây là bác ba, bác của cháu Ân. Còn kế bên đó nữa, đó là cậu chính, cậu của cháu Ân. Và kế tiếp đó là bác tư, bác của cháu Ân. Và người hai người sau cùng hết sức đặc biệt trong cái buổi hôm nay, đó là cha và mẹ của cháu Ân. Dâu. Vừa rồi thì chúng ta đã qua cái sự giới thiệu của hai bên đã nắm được và có thể là dễ về trong vấn đề tiếp xúc. Quý ông, quý bà, quý gia tộc bên nhà gái, hôm nay là ngày lễ đính hôn của cháu Ân. Bên trai đến có mang theo lễ và lộc, gọi là xính lễ trong ngày đính hôn. Trước là cái lòng thành của bên trai đến bên gái và cô bác cũng cho dùng lễ thảo. Thì trong cái phần lễ nó có hai phần, thứ nhất là đôi đèn, thứ hai là mâm chậu. Về phần lộc, chúng tôi gồm có đó là hai mâm bánh, hai mâm trái cây và một mâm rượu trà. Trước là để quý ông quý bà cúng ông bà của quyền thất tổ, sau đó ông bà cô bác dùng để lễ thảo. Vậy sau đây xin kính mời quý ông quý bà vui lòng khai phẩm vật. Xin trân trọng kính mời ạ. Hôm nay em đi theo chồng canh thiệp mừng vu quý, kìa kìa đàn em báo xuân sang có tin mừng, vậy là đầu năm sau sẽ có thêm thành viên. Rượu nồng ngày cưới gấm hoa chúc cho hai người luôn bên nhau không xa rời, kết thành hoa dài ngâu. Màu hồng ngày hạnh phúc ta có nhau đến bạc đầu, lời thề ngàn trăm năm minh chứng cho đôi tình nhân. Nụ cười rạng rỡ ấp e đôi môi tươi hồng, hôm nay em đi theo chồng canh thiệp mừng vu quý. Kìa kìa đàn em báo xuân sang ca tin mừng, vậy là đầu năm sau sẽ có thêm thành viên.
lòng ngày cưới gắm hoa chúc cho hai người luôn bên nhau không xa rời, kết thành hoa say ngâu màu hồng ngày hạnh phúc ta có nhau đến bạc đầu. Lời thề nguyện trăm năm minh chứng cho đôi tình nhân, nụ cười rạng rỡ ấp e đôi môi tươi hồng. Hôm nay em đi theo chồng canh thiệp mừng vu quý, kia kia đàn em báo xuân sang ca tin mừng, vậy là đầu năm sau sẽ có thêm thành viên. Kia kia đàn em báo xuân sang có tin mừng, vậy là đầu năm sau sẽ có thêm thành viên. Quý bà, quý dân tộc bên nhà gái, thì như chúng ta đã biết, cũng nhân có dạy nhập môn kính tiên sinh, nhập gia trọng lễ giáo. Thì để cho cháu ơn làm tròn cái lễ giáo hôm nay, xin phép quý ông, quý bà cho cháu nó được làm lễ thượng đăng trước để làm lễ ra mắt ông bà của quyền thất tổ, ông bà quá cố. Sau đó cháu nó sẽ làm lễ ra mắt đến quý ông bà, cô bác hiện tiền. Thì xin phép quý ông cho cháu được làm lễ lên đây ạ. Ai có xuôi về dùng sông nước miền Tây, mùa cưới nơi đây rộn ràng xóm dưới làng trên, đèn lồng đó treo cao cổng qua có lối phương hoàng, ý thiết tình chàng một già sắc son, mâm quá cao trầu để duyên mái đầm sâu, rượu thắm giao bồi nguyện suốt kiếp trọn đời, thuyền tình đón cô dâu sánh đôi bước chung nhịp cầu, nguyệt lão tơ hồng sẽ mối hương duyên. Ô ô ô kìa kìa, mau tới đây mà xem, mấy cô thôn nữ bưng mâm sắc đỏ tươi. Ô ô kìa 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 kìa, xôn xao niềm vui ngày cưới, cho lứa đôi yêu nhau ngó lời. Ô ô ô kìa kìa, khăn lóng áo dài xinh, trai tài gái sắc trao ánh mắt rạng ngời. Ô ô kìa 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 kìa, mái như loan phường hòa minh, như sắc cầm háo hợp đám cưới tưng bừng, qua tiếng hát lời ca càng chén nâng ly, mời cô bác gần xa mừng hạnh phúc trăm năm, sớm thêm cháu cho vui nhà để cho ông bà cùng nhau ấm bồng. Mừng hạnh phúc trăm năm, sớm thêm cháu cho vui nhà để cho ông bà cùng nhau ấm bồng. Ai có xuôi về dùng sông nước miền Tây, mùa cưới nơi đây rộn ràng xóm dưới làng trên, đèn lồng đó treo cao cổng qua có lối phương hoàng, ý thiết tình chàng một già sắc son, mâm quá cao trầu để duyên mái đầm sâu. Tí xíu nha. Dạ. Dạ, kính thưa quý ông cùng quý bà, thì vừa rồi là chúng ta đã nhận thấy là cháu nó vừa làm lễ ra mắt quý ông bà của quyền thất tổ ra xong. Vậy sau đây cháu nó xin phép làm lễ ra mắt quý ông bà cô bác hiện tiền. Vậy xin kính mời quý đại anh đại diện bên nhà gái giới thiệu cho cháu nó làm lễ luôn ạ. Xin kính mời. Quý bà, quý gia tộc bên nhà gái, thì hôm nay là ngày lễ đính hôn của cháu Ân và cháu Trang. Bên trai đến có mang theo một khoản tiền. Cái khoản tiền thứ nhất đó là gọi là tiền nạp tài, đó là 20 triệu đồng. Khoản tiền thứ hai đó là khoản tiền để cho bên nhà trai cùng chung vui với nhà gái là 15 triệu đồng trong cái ngày đính hôn hôm nay. Và còn một khoản đó là 5 triệu đồng cho cô dâu để trang điểm trong ngày hôm nay, cũng như là trong cái ngày cưới sắp đến, như là về mua trang phục. Thì bên cạnh cái khoản tiền đó, bên nhà trai tôi còn mang theo một khoản đồ nữ trang để tặng cho cô dâu. Đồ nữ trang nó gồm có, thứ nhất
đó là một đôi bông tai, một chỉ vàng 24. Thứ hai là một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24. Thứ ba là một chiếc lắc 4 chỉ vàng 24. Và cuối cùng đó là một cặp nhẫn cưới vàng 18. Vậy tổng cộng cái khoản đồ nữ trang của bên trai mang đến cho bên gái đó là một lượng 2 chỉ, trong đó một lượng là 24 và 2 chỉ là vàng 18. Và cũng xin nói tiếp theo là về cái sáng nay xin cũng kính trình quý ông, quý bà là về cái ngày cưới sắp đến. Thì vào cái ngày 21 tháng 3 năm 2021 âm lịch vào 7 giờ sáng, bên trai đến để mà thỉnh họ rước dâu có thiệp đính kèm. Cũng thêm đính chính tí xíu nữa, giờ là tổng cộng cái khoản tiền mà bên trai mang đến đó là 40 triệu đồng. Vậy sau đây xin phép quý ông, quý bà cho cô dâu ra để chú rể trao quà nữ trang cho cô dâu. Thì xin kính mời ạ. Nói một điều lấy anh đi để thôi đường về cô liêu, bên nhau sớm chiều thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh, với em chỉ cần anh thôi, yêu anh mất rồi chưa bao giờ muốn. Sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây. Chần chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do. Nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Cần có nhau. Đừng ngại ngần gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây. Chần chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy bên chú rể đã ra mắt bên nhà gái rồi. Vì sau đây xin phép quý ông, quý bà bên nhà gái cho cô dâu cũng ra mắt bên nhỏ nhà trai tí xíu à. Còn đây bây giờ nhau gái mình đây, mình tại chụp tấm hình làm luôn này. Kỷ niệm đây rồi, cũng muốn xa hai chú. Rồi, đúng rồi. Dạ xin kính thưa quý ông,
quý bà hai họ. Thì vừa rồi chúng ta đã thấy một hình ảnh hết sức là thân mến, đó là giữa hai cháu ra ra mắt của ông bà hai họ. Thì sau đây xin phép hai họ cho hai bên nam chủ hôn và nữ chủ hôn được gọi với nhau là xui gia, và cho hai cháu nó gọi hai bên là cha và mẹ. Rồi. Con. Cháu ghé ơi, ok ơi. Rượu này kết nghĩa thông gia. Các nhà từ từ thông gia vui vầy. Đây hai chung rượu rất đầy, xui gia uống cạn, xung vầy mai xa. Ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt đây sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Thì như phần đầu mà mình đã trình lên trong cái phần lễ, đó là nó có cái phần khai trầu. Vậy xin phép quý ông, quý bà cho hai cháu đó là tiến hành làm lễ là dỡ mâm trầu tại đây hay là ngày nào khác ạ? Dạ dạ, rồi có nghĩa là mình đến với nhau thật là trong sáng. Vậy xin phép quý ông, quý bà cho hai cháu nó tiến hành dỡ mâm trầu ạ. Ông tơ ở cao cao cao, bà nguyệt ở xa xa xa. Tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta, thương nhau đã bao năm qua. Ta thầm mơ ước ngày lên sẽ qua. Na xinh xinh thương anh biết lo tương lai, tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Khi mai khoe sắc đón xuân là ngày hai đứa đẹp duyên bên nhau. Kia xem đôi cánh bướm vàng nó đầu cánh hoa mai vàng. Thời trai trẻ của chúng ta, những ai đã có và đã thực hiện xong phần mâm trầu, vậy tôi xin gợi ý là cho hai cháu nó chàng pháo tay ra nè. Chứng kiến cái cảnh là dỡ mâm trầu của hai cháu nó là cùng chung một lòng. Và còn gì đặc biệt, còn gì hay hơn nữa thì hai cháu nó sẽ tiến hành cắt bánh phu thê. Vậy sau đây xin phép quý ông quý bà cho hai cháu nó tiến hành cắt bánh phu thê. Trước là để cúng ông bà của quyền thất tổ, sau đó cúng bác dùng để lấy thảo ạ. Mừng xuân sang là ngày anh đến rước dâu về làng. Ông tơ sẽ nối duyên mình, duyên tình tươi thắm thắm như chi hồng. Bánh này kết nghĩa phu thê, đôi ta một ý nên về với nhau. Giờ đây ta đã có nhau, tình chung một ý, trước sau một lòng. Ông tơ ông sẽ duyên ta, bà nguyệt cũng khen hay hay. Khi nhìn đám cưới mình tại trong tay, hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bạc đầu trăm năm. Phu thê và đã cúng lên bàn thờ gia tiên. Thì sau đây con xin mặn phép, đó là bên quý nhà gái có đôi lời gì nhắn nhủ hay là có những cái phần quà gì tặng cho cháu nó, xin phép ạ. Cha mẹ tặng cho con gái hai cây vàng, phải không? Từ khi sinh con ra vẫn là con gái, mẹ biết trước sẽ đến lúc có ngày hôm nay, lặng lẽ mong mong nhớ nhớ Tết
con về đây sum vầy, thành đô kia xa quá đôi tay mẹ chờ che. Phận làm dâu xa nơi âu ơ thơ ấu, thuyền trôi sang ngang bên sông một ngàn. Ngày xuân hoa hoa mãi mãi nở trên miền quê xa mờ, mẹ mong tim con nhớ thương ngàn mưa. Mẹ chẳng cần biết nhân gian xa hoa gấm nhung lụa là sang giàu, mẹ chẳng cần phú quý giữa thế gian muôn màu. Mẹ chỉ mong mỗi Tết đến khi xuân về, con gái mẹ về, về nơi bình yên là nhà con đây. Mẹ dành cả thanh xuân nuôi những ước mơ con nên hình nên hài. Mẹ nhìn con gái đã lớn đã xa mẹ dần, mẹ buồn nhưng vẫn chỉ biết mong con về trong cánh tay mẹ. Mình gái thì tôi xin chân thành cảm ơn quý ông quý bà quý gia tộc bên nhà gái đã tạo một cái điều kiện để cho cái phần nghi lễ đính hôn của cháu Ân và cháu Trang diễn ra một cách hết sức là thuận lợi. Thì ân tình đó tôi không biết nói gì hơn, xin kính chúc quý ông quý bà quý gia tộc bên gái được tràn đầy hạnh phúc. Và về cái phần nghi lễ đính hôn của cháu Ân và cháu Trang đến đây là kết thúc, và sau đây tôi cũng xin nhường lời lại cho bên đại diện bên nhà gái. Xin chân trọng kính mời. Thank you.
Say, lúc nào cũng tưởng như bay lên trời. Yêu em lúc tỉnh lúc ngày, em hỏi sao vậy lý do quên rồi. Lời anh nói không biết chút xào nào, anh không muốn trọn vẹn phải có khúc vào đầu. Tình yêu như thực phẩm hay ta là chất tạo màu, bắt anh từ bỏ em khi nào em anh cạo đầu. Trong sớm này em cũng biết anh xấu xa, người như anh hỏi tức em tìm đâu ra. Anh muốn đến gần em nên đừng đưa anh xấu xa, mấy thằng cao to ngoài kia chứ chắc yêu em lâu nha. Nhìn xung quanh có bao nhiêu bông hồng, biết em trong bụng còn anh đây giống rồng. Làm sao để đến Tết khi anh đang nóng lòng, phải sớm vậy sớm sớm vào nhà trong đóng phòng. Dùng sông Vân Thành đưa anh về miệt vườn quê em miền Tây. Lùng bên trôi bình yên bọt bèo nhìn trời có thanh chiều bay. Mong mưa thơm ngào ngạt, cây trái nặng chiếu hồn quê. Dù có đi xa trở về, lòng dường như xuyên sao hương tình. Rước em về nhà cuộc đời anh thăng hoa, ban ngày anh đi làm cùng em tăng ca. Nhìn anh ốm ốm tưởng sức khỏe anh thiếu nhiều, sau một đêm động phòng không còn dám nói anh yếu xèo. Mấy ông lấy vợ về cứ than này kia, nói giận mình cằn nhằn khi bụng mình đầy rượu đầy bia. Nào là chửi, nào là đánh, nào là đập muốn lên. Mấy ông nói sao quá chứ có vợ thật sự muốn chết. Từ ngày có em là quần áo tôi thơm tho, do cô ấy sử dụng nước xả giải hiệu comfort. Tình yêu mấy lâu nay cũng kết trái và đơm hoa, cuộc sống này chẳng thiếu thốn ta luôn có bữa cơm no. Khi chẳng có dù sống trong biệt thự, mình sống trong nhà lá nhưng tình yêu mình thiệt bự. Đơn giản bình thường đâu sợ phiền ai, nếu anh có sinh ra lần nữa cũng sẽ lấy vợ miền Tây. Dùng sông xanh thuyền đưa anh về miệt vườn quê em đi trên sông trăng xa. Oh,
Thank you.
giống như bức tranh thêm màu sắc tươi.